sắc ví do ắt là không ngờ hai qua mười hai tuổi tuần nghề tam qua mười hai tuổi tuần tam ngũ mới kết duyên lành hợp ngũ bàn đương những phân vân đường bèn chưa được đôi
nhang sư thuê nhang giải thoát giải thoát chi kiến nhang quang minh vận đại biện pháp rơi cung hương thập hương vô lượng vận tài nhiệt lô vận bào đình trung chiến đan trầm hữu chân tham cung hương niên liễu hữu liên loa động chư phật bồ tát hạ thiên cung thanh lương sơn la nạp thu nhân gian cung nam mô nhang cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung giảng bồ tát ma ha tát nhờ ra tay sát quỷ trừ định nhờ chóc tà chuyện rơi đất mưa xa chớp hỏi nổi cơn lồng cây cối đổ xô thank you.
định thần tứ phủ nào ai dám bi. Chân thế khiếp quỷ dùng nghe thank you.
giám sát bản đền và lớn mê giám sát bản đền trước là thu sóc tà giang phép này làm cho trần thế thiên tài ngự lên đông tài cứu tây nhân gian độ cho đâu đấy bình an dẹp loài tha khoái phạm nhang mọi hệ thống mây cưới do đi về khi trời bốn phố khi về đền đây năm kỳ sai chân năm cũng có phen
quan lớn ra tiếp hầu liều linh vạn nơ thờ tiên đâu chi nơ một hai có phen nơ thăng cảnh nơ đua nơ tài diệu tiên nơ một đầu bài nhớ trăm thiên thơ thơ lý thái bạch cờ tiên nơ ai tam vi nó liu li tiểu tuy coi chi quan đến ngài ngắm xem hoa cúc ni hoa quỳ hoa lan hoa huệ tư kỳ đổ bách hoa quan lớn quy đồ
45 phương nghinh nhân khi nhàn ngữ ngai vàng. Tuần du minh điểm thoát cõi vàng, ở trên trần thế gian này. Thành dân vô triệt nhang tống về ngoại phủ, dương gian các tòa thiên đình địa phủ diêm la, tống về cho tới đức vua cha Đồng Bình, một dòng là chúa Thoại Đình, hai hoàng long nhan thật kỳ diệu.
quang viên chiếu từ dùng ngã tế tăng cung làng kim phong hoàng thân thần thánh chúa thiên trùng vương ca lăng tân phá tư bi mật dung sinh cố ngã kim đỉnh lệ khai quang chúng đàn thiền sân nô đình, sân đàn quê tiêu thiểu nhạc vũ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được vàng lừng trong bốn bể. Bắt qua ra lục đường đầu
cùng còn sông tháng khi lên gành, khi lên gành xuống thác vui chơi, thuyền dòng trăm mái treo bơi dọc ngang bên lạnh là nơi đi về. Thủy địa danh lam đền thờ quan tàn tiếc kiệu vàng long long môn hồ bạc thạch bàn vẫn còn đi trong trong sông bè sau thiên trước giữa dòng về lênh đênh trống tâm cảnh chiếc vang kinh thoi đốt đốt xanh vàng trầm trầm nổi man chiều thân văn văn võ bá quạt say lên đón rước quạt triều đình thì nào có nhường ai, tài lược thao văn võ toàn tài, đỉnh thân tăng phủ nào ai dám bì. Sử chép ghi đền Thành Giang thắng thích nhớ, thượng đăng thần thực đích trung quân tiệc hai tư tháng sáu hạ tuần hòa chung chung nam bắc muôn dân về đảo đông khắp sông cao sông cầu sông ma
truyền bá quân các ngã vào ta, lên ngàn đồn gỗ cho hoa đem về tiến đức vua cha đầu tình. Chống dung kỳ mở thật là nghiêm trang. Sắp hai hàng tàn vàng tàn tia, kiều vàng xóm nghi lễ bát âm mơ. Tuần đường dừng bước nghỉ chân, hoa thơ lý tố ca âm mi đỏ mơ. Tinh tú bài ra ngang
rời. Thần cười
cũng thờ muôn dân, đâu đó cũng thờ Ninh Giang thiết lập chính từ thờ văn lớn toàn văn trách. Nhập trang đài vua bang chấp chính quản cai triều đình. Go, go, go.
Thank you.
ngàn năm còn để dầu anh linh nhớ người trang sĩ tài danh chí tuyệt là Thank you.
đốc một lòng ơn đốc vạn bội, hoặc ai mà nhầm lối chuyên tha, hay là cách cách trở sang hà tâm ngơ chỉ núi núi hà bị tan không. Dùng ngài cứu hộ sinh nhân, ai mà cầu nhân đắc nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân được điều hòa. Quan Yêm chi tam giới ác quả, nay về ra tự dưỡng ta nơi bàn đền. Ông biết làm chữ thiên cuông phụ đệ tử được kiếp xuân thọ trường. Một nguyện tăng phúc sư tay đồng đồng ra các đệ tử ái ái thịnh cường. Hai nguyên buôn bán trăm đường, tiền tài lưu loát bạc vàng để đà. Nguyện thứ ba cho tông hậu cập nề, cho đệ tử con phú quý lại sang giàu. Quan độ cho mạnh khỏe sống lâu, ơn quan đệ được phúc lâu giàu bền. Luân luân ví tựa trường tô, phong liêu mã thượng giang hồ, cung cầm dưới nguyệt con đỏ ngày trên sông. Bóng đức ngông tung hoành dũng lược, cảnh nón bồng nước nhược đền bồng lá. Khi chơi bạn chút bạn mai, bạn loan tiền ngọc xuống bảy xương ca. Các bộ bàn và tay bè quê, con lớn tuần ngày rào cảnh vô thiên. Ba ngàn thế giới dư tiền, tiếng quan đệ thì khắp miền đông. Bỗng một trận phóng lôi bao hạp, ba quân đều hoàng hốt sợ kinh. Hỏi ra mới biết quan linh, chuyện bày hương an lễ trình ở bến sông. Mời trưởng lão trong vùng thôn xóm ra khấn vừa xong thì gió đoạn đề thiên. Quý linh sự đã hiển nhiên, chuyên cho dân xã lập đề bên sông. Này anh nhờ ban xuống cung đình hải đảo, xích lòng chầu đo nước tuần. Sai lên đón nước về tranh giang thức thì thanh nam hồi đồng đình ngài văn vua bát hải đồng đình nhờ tôn toan điều thất anh linh nhờ các cường xem ba hồi cung quảng an phất phơ bóng thỏ người trần gian không ai tỏ sự điên xem ra ôi trên ngàn dân văn tiên chúa trên ngàn đông buông.